Kamen Rider Zangetsu là một trong những Rider đặc biệt nhất series Kamen Rider Gam, bởi Takatora Kureshima không chỉ là một chủ tịch giàu có và thành đạt, mà phong thái chiến đấu của anh cũng vô cùng lịch lãm và đỉnh cao. Thậm chí, anh còn là một trong những con người đủ sức đạt được sức mạnh của thần thánh, vì thế anh đã xuất hiện khá nhiều lần trong các phần movie liên quan đến vũ trụ của Kamen Rider Gam sau khi series chính đã kết thúc. Sức mạnh thần thánh đó của Takatora thể hiện khá rõ rệt qua các form cũng như hình dạng chiến đấu của anh. Nên hôm nay chúng ta sẽ điểm lại tất cả hình thái chiến đấu của Zangetsu nhé. Đây sẽ là cảnh báo spoiler vì video này sẽ spoil một số nội dung của Kamen Rider Gam. Hãy like, share, subscribe để không bỏ qua các video của TPT News trong tương lai. Nếu anh em không quan tâm đến spoiler thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Hey Ross, sauce it up. Hình thái đầu tiên cũng là trạng thái cơ bản Melon Arm. Đây là trạng thái cơ bản nhất của Kamen Rider Zangetsu, hay còn gọi là Base Form của anh. Có vẻ đây là hệ thống Rider đầu tiên được hoàn thiện, nên nó có màu trắng tinh khôi kết hợp với màu xanh của quả dưa lưới, tạo nên bộ giáp vô cùng thanh lịch. Với sức mạnh của Melon Lockship kết hợp với hệ thống Sengoku Driver của người bạn thân là Ryoma Sengoku chế tạo ra, Takatora có thể sử dụng sức mạnh của Melon Arm từ khu rừng heo hêm. Henshin thành Kamen Rider Zangetsu cầm trên đây chiếc khiên Melon Defender. Tuy vũ khí chính của form này là chiếc khiên vô cùng cứng cáp như thế, nhưng do Zangetsu là một Rider được thiết kế theo mô típ của một Samurai và Shogun, nên thế mạnh của Zangetsu chính là chiến thuật tinh túy của anh. Thanh gươm Musou Saber trong tay của những Rider khác thì có vẻ như chỉ là một thanh kiếm cool, nhưng đã vào tay của Takatora Kureshima thì nó lại trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Anh em hãy cùng tôi nhớ lại những khoảnh khắc mà Takatora cùng khả năng tuyệt vời của anh đã áp đảo các Armor Rider khác như thế nào nha. Ví dụ như trong tập 11 của TV series Kamen Rider Gam, Zangetsu đã hạ một lúc 5 Rider, trong đó bao gồm Baron, Bravo, Rugen, Gridon và Kurokage. Tuy nhiên, trong một phút thả mình, Zangetsu đã nhở tay phá hủy thắt lưng của Heisei và gián tiếp gây ra cái chết cho nhân vật này trong những tập kế tiếp. Trong tập 36, đây là khi Takatora phải đọ sức với em trai của mình là Mitsuzen Kureshima, lúc này đang sử dụng sức mạnh của Zenith Driver. Gai chưa biết thì đây là một Driver nâng cấp và vượt trội hơn hẳn hệ thống Sengoku Driver cơ bản. Nhưng bằng kỹ năng đỉnh cao của mình, anh chủ tịch Kureshima đủ sức bón hành ngang dọc cho cậu em trai ngỗ nghịch bằng Base Form, mặc kệ sự cách biệt về sức mạnh. Và kỹ năng tuyệt vời ở mặt trời ấy thậm chí được thể hiện nhiều hơn trong các phần movie sau này, ví dụ như trong Rise X Gam, Mega Hex Fulton và Gam Gaiden Duke. Khi Takatora chỉ sử dụng form cơ bản nhất của mình để hạ các Rider khác, những Rider mang sức mạnh của Zenith Core như Duke Dragon Fruit Energy Arm và Kamen Rider Silver. Đây là điều không phải ai cũng có thể làm được, bởi vì thậm chí là main chính là Kamen Rider Gam cũng chưa từng bật co lại bất kỳ Zenith Driver nào trong dạng cơ bản của mình. Đó chỉ có thể là Takatora Kureshima. Hình thái nâng cấp của Zangetsu hay còn gọi là Upgrade Form, Watermelon Arm. Đây là trạng thái vô cùng đặc biệt được Takatora sử dụng trong Kamen Rider Gam Gaiden Zangetsu. Đây là thời điểm sau khi Kamen Rider Gam lấy đi Suika Arm của anh và Zangetsu còn bị Kamen Rider Idun cướp luôn cả Melon Energy Lockship. Takatora bắt buộc phải sử dụng Lockship Watermelon. Đây là một sản phẩm thay thế cho Suika Arm do Ryoma đưa cho anh trước đó. Để chống lại Kamen Rider Idun trong trận chiến cuối cùng của movie này, Watermelon Arm là một phiên bản nhỏ hơn của Suika Arm, nên Zangetsu có thể chiến đấu tầm gần lẫn tầm xa trong hình dạng này, bởi anh có thể sử dụng được kiếm để chiến đấu và chiếc khiên Watermelon Defender để giữ nguyên thiết kế cũ nhưng được trang bị thêm một bả Gatlingun cực khác. Trong hình dạng này, bộ giáp của Zangetsu không có quá nhiều điểm thay đổi, mà đôi mắt và các họa tiết trên người anh chuyển sang thành màu đỏ và phần giáp xuất hiện những họa tiết giống với lại quả dưa hấu. Dù có ngoại hình khá đẹp và đa dụng trong phong cách chiến đấu, nhưng form này cũng có nhược điểm khá lớn. Do quả sáo nồng dù mạnh nhưng khi được gắn trên tấm khiên thì nó trở thành một vật dụng vô cùng thừa thải, bởi đây là vật dụng ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ của Zangetsu,
anh bị chậm đi nên khó có thể bắt kịp được Idun trong trận chiến Tây Bo này và gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ có thể là tài năng của Takatora Kurejima khi anh luôn tận dụng mọi thứ của mình một cách tốt nhất và kết hợp với việc bắt bài đối thủ Sangetsu để đánh bại được Idun và lấy lại được sức mạnh của Melon Energy Rocket, kết thúc cuộc chiến vô nghĩa mà đau lòng này. Final Form Kamen Rider Zangetsu Shin Melon Energy Arm. Đây là phiên bản khác của Zangetsu khi sử dụng Zenith River và Melon Energy Rocket. Thay vì một quả dưa lưới màu xanh cầm kiếm Samurai để chiến đấu thì lần này Takatora lại xuất hiện với hình ảnh của một Archer, một quả dưa lưới màu cam chiến đấu như một hung thủ. Dù vũ khí có thay đổi một chút nhưng anh vẫn giữ nguyên thói quen chiến đấu cận chiến của mình. Tuy nhiên, lúc này đoàn thế của anh không chỉ đầy kỹ thuật mà còn có sức mạnh vô cùng khủng khiếp từ Zenith River mang lại. Ngoài khả năng cận chiến thì sự thiện xạ của Takatora Kurejima cũng không thể đo lường được. Vì trong cảnh phim debut Zangetsu Shin trong tập 12, Takatora dễ dàng hạ gục đội quân Kurokage của mình bằng vài đường tên cơ bản từ Sonic Around. Nói đến đây thì chắc nhiều anh em lại nghĩ rằng mạnh vải liền như vậy mà bị thằng Duke hạ dễ dàng sao? Nhưng anh em ơi, có phải chúng ta hiểu lầm gì hay không? Một mình Zangetsu Shin của Takatora đủ sức cân hai Zenith Rider là Shit và Marika. Nhưng anh vẫn nghĩ rằng Ryoma là một người bạn thân của mình nên bị đánh lén. Sau đó, anh đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt để bảo vệ thằng em Mitsuzen đang trong bụi cơ mà. Đừng so sánh Takatora và Mitsuzen vì cả hai đều sử dụng form này nhé. Anh em ơi, nhìn lại thực tế đi, sức mạnh của Zangetsu Shin sẽ là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt khi nằm trong tay của Takatora Kurejima khi anh dễ dàng hạ được Kamen Rider Idun, một Rider sở hữu Ringo Arm, biến thể của trái vàng từ heo hêm, và áp đảo Kajiraba Kota, Kamen Rider Gam trong lần đầu tiên debut form Kachidoki Arm của mình, và lấy lại được Kiwami Lockshed, sức mạnh của quả vàng bị hấp thụ bởi Mega Hex trong movie Gam X Driver Mega Hex Full Form do Takatora đã bị cắt đi vai trò của mình ở cuối phim. Nếu không, có vẻ như lũ Overlord hay là Lord Baron gì đó cũng không thể dễ dàng đánh bại được Takatora với sức mạnh của Zangetsu Shin đâu anh em. Một vài điều vô cùng thú vị ở đây, dù sở hữu Energy Core và Sengoku River lẫn Melon Lockshed và Melon Energy Lockshed, nhưng Takatora chưa bao giờ khai thác sức mạnh của Chamber Melon Arm như Kamen Rider Gam từng làm, mà form này chỉ xuất hiện trong dòng toy ăn theo của phim và gần nhất là trong novel World of OOO của Kamen Rider DK. Đây là hành trình hết sức thú vị nên anh em có thể theo dõi nhé. Nhưng sẽ thật kỳ lạ và kỳ cục khi hai quả dư gan, một màu xanh và một màu cam, hợp thể với nhau và tạo ra một form mới đúng không nào anh em? Final Form tối thượng Kachidoki Arm. Sau khi hiểu được mục đích chiến đấu và tinh thần luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác của Takatora, lẫn những điều mà anh thể hiện trong TV series và những movie sau đó, đặc biệt nhất là trong sự kiện Kamen Rider Zangetsu Gam Gaiden, một vở kịch được diễn trên sân khấu, ông thần Kajiraba Kota hay Kamen Rider Gam đã xuất hiện và trao cho Takatora một sức mạnh cũ mà mới mang tên Kachidoki Arm. Đây là sức mạnh đột biến và tối thượng mà Sagara từng trao cho Kota năm xưa, và Takatora đã sử dụng sức mạnh của form tối thượng này để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa tại Cộng hòa Tokyo và giải cứu cho các Armor Rider nơi đây khỏi âm mưu của Masahito Shizumiya một Overlord và cũng là Kamen Rider Zangetsu của dự án ARK. Hình dạng của form này khá giống với Kachidoki Arm của Gam nhưng nó có màu xanh lục, và thay vì dùng Hinawatega DJU để tấn công tầm xa thì vũ khí chính của Zangetsu Kachidoki lại là dạng đại đao để chiến đấu. Điều này xuất phát từ thói quen cận chiến của Takatora. Khác với ông thần Kota, đòn tất sát của Kachidoki Zangetsu lại là tận dụng hai chiếc cờ sau lưng là Kachidoki Bata để kết thúc đối thủ bằng sức mạnh của Melon. Việc Takatora nhận được Kachidoki Lockshed là một sự công nhận rằng anh xứng đáng thành một vị thần giống như Kajiraba Kota. Đúng như những lời mà Sengoku Ryoma đã dự đoán về Kurejima Takatora. Đây là form xuất hiện trong một vở nhạc kịch, cho nên cộng đồng fan từ Việt Nam nhiều người đã không công nhận việc này. Tuy nhiên thật may mắn cho chúng ta khi được chứng kiến hai lần Zangetsu Kachidoki chiến đấu trên màn ảnh với kỹ xảo vô cùng đẹp mắt.
lần đầu là trong movie Kamen Rider Zio Overwatcher. Anh em có thể xem qua để thấy được Kachidoki đẹp cỡ nào nha. Và lần thứ hai là trong phần spin-off đặc biệt của Bravo và Gridon, Takatora xuất hiện trong phim này như một người bảo hộ tuyệt đối cho sự an toàn của thành phố Zawame. Đây là lúc anh sẵn sàng đối mặt với Kamen Rider Sylvie, người sử dụng sức mạnh từ khu rừng heo him. Tuy nhiên, Takatora mà, anh lại thắng một cách đẹp mắt mà thôi. Ok, trên đây là bộ sưu tập của TBT News về các hình dạng chính của Kamen Rider Zangetsu. Mặc dù không quá đa dạng về sức mạnh hay màu sắc như Kamen Rider Gam, Kazuraba, Kota, nhưng mỗi khi Takatora Kureshima xuất hiện, anh lại chiếm hết spotlight của nhân vật chính đúng không nào. Lưu ý, đây là các hình dạng được Takatora sử dụng nhiều nhất trên màn ảnh, nên sẽ không có các dạng upgrade đặc biệt như Forza Arm hay Mango Arm đâu nhé. Được rồi, nếu anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe để không bỏ qua các video tiếp theo của TBT News. Thanks for watching!